bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn vườn nhà của mình ở Mỹ. Cái này là cây cần dày lá. Rồi, cái ở phía ngoài này nè, mấy cái này là rau cần cua. Mùa đông nó chết á, rồi nó còn hộp ở dưới, xong cái mùa hè nó tự lên. Rồi những cái cây này là cây ớt nè. Cây ớt rồi. Trồng mới phải lớn rồi mà nó là cây ớt chùm hoa Mỹ. Cái này là cây khổ qua nè mấy bạn. Rồi cái này thì cây đinh lăng. Rồi tên tên. Ủa, này là cây đông trùng hạ thảo. Trồng rất là nhiều luôn. Ăn cái này thì giúp cho mình ngủ ngon hơn. Ok. Ở đây thì mình có trồng cây hồng giòn. Bây giờ ra trái non rồi, nên là bịt lại đừng cho côn trùng ăn. Lớp trong trống nữa. Có cả cây cherry nè mấy bạn, nhưng mà nó còn nhỏ. Còn bên kia thì là cây hồng của cây đào của nhà hàng xóm, nhóc trái luôn mà không biết ăn được không. Ở trên này thì có vườn rau. Này là cây cần đước nè, rồi rau muống với bạc hà. Á em bé. Bé. Đó giống quá vậy. Bạc hà con. Cái này là nguyên cây vườn. Cái mình trồng cho nó leo lên. Chủ yếu là mướp khía, với bên này thì có thêm rau má. Có trồng khoai nữa các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.